Kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị, xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Quá kinh khủng, Việt Nam tự đóng tàu tàng hình mang tên lửa Kalia quyết giữa Biển Đông. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tin Mới. Các bạn thân mến, những năm gần đây, lĩnh vực đóng tàu của Việt Nam đã ghi dấu ấn rực rỡ với việc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đóng thành công nhiều gam tàu chiến hiện đại. Có thể kể đến là những cái tên đã từng làm nức lòng giới quân sự Việt Nam như tàu pháo TT-400TP, tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Monia, tàu cảnh sát biển Đa Nang DN-2000. Thế nhưng chỉ đến khi thông tin về việc Việt Nam đóng tàu chiến hạm tàng hình mang tên lửa được rò rỉ, bạn bè quốc tế mới thực ngỡ ngàng thán phục. Nhiều câu hỏi đặt ra, Việt Nam làm cách nào để có thể chế tạo được chiến hạm tàng hình ngang ngửa với công nghệ của Nga, công nghệ mà rất nhiều quốc gia trên thế giới đang vật vã tìm cách nhưng chưa làm được. Vậy chiến hạm tàng hình mang tên lửa này có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa các bạn, thông tin về việc Việt Nam đón chiến hạm tàng hình được vô tình tiết lộ trong phóng sự, nơi khởi nguồn những con tàu của VTV2 nói về hoạt động của Viện Thiết kế Tàu Quân sự của Hải quân Việt Nam. Trong phóng sự này, Đài truyền hình Việt Nam có lướt qua những hình ảnh đầu tiên về thiết kế chiến hạm tàng hình mới của Việt Nam do Viện Thiết kế Tàu Quân sự thuộc Hải quân Việt Nam đều khiến giới chuyên gia và những người yêu thích quân sự vô cùng bất ngờ vì nhận ra mẫu tàu tàng hình thế hệ mới do Việt Nam thiết kế có nhiều nét tương đồng với tàu hộ vệ tàng hình cực mạnh thuộc lớp Project 20385, lớp Kremlinsky của Nga. Thưa các bạn, mặc dù tàu mặt nước thế hệ mới của Viện Thiết kế Tàu Quân sự hiện mới chỉ ở trong giai đoạn thiết kế đồ họa cơ bản và cũng chưa có thông số về kỹ thuật, nhưng chỉ với những nét phác thảo về hình dạng con tàu cũng cho chúng ta thấy được một số điểm ưu việt cũng như thiết kế tàu chiến hiện đại trên thế giới. Tất nhiên, khi hoàn thiện, nó chắc chắn sẽ có những tính năng ưu việt và vượt trội hơn rất nhiều so với những phiên bản tương tự trên thế giới. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự và giới quan sát, khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên về thiết kế con tàu này, thì đây chắc chắn là một chiến hạm có thiết kế tối ưu. Các hệ thống thiết bị và radar đều được tích hợp trong tháp cột buồm. Các hệ thống vũ khí đều được che giấu tối đa nhằm tăng khả năng tàng hình. Bởi theo các chuyên gia, đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của hầu hết các chiến hạm hàng đầu thế giới hiện nay. Điều thứ hai mà các chuyên gia nhìn thấy được từ thiết kế này, đó là con tàu sẽ được trang bị các hệ thống bệ phóng thẳng đứng, đa năng nên vừa có khả năng lắp nhiều loại vũ khí từ chống hạm cho tới phòng không tầm gần và tầm trung. Các bệ phóng này vừa có thể tiết kiệm diện tích trên tàu, vừa làm tăng số lượng đạn mang theo. Tiếp đến, các chuyên gia nhận thấy rằng điểm đặc biệt nhất trong thiết kế được tiết lộ cho thấy con tàu này còn có sẵn thiết bị thủy âm gắn vào thân tàu, do đó con tàu có thể thực hiện được nhiệm vụ chống ngầm. Đây là điều mà Hải quân Việt Nam hiện còn đang thiếu và yếu, do đó con tàu này sẽ có sự bổ sung quý báu cho lực lượng tác chiến chống ngầm của Hải quân Việt Nam. Các bạn thân mến, thật không có gì có thể giấu được những sự quan tâm của các fan vũ khí trong và ngoài nước. Chỉ cần một vài hình ảnh thiết kế xuất hiện vài phút trên truyền hình mà các chuyên gia của chúng ta có thể ước lượng được kích thước của con tàu này. Theo đó, con tàu này dự kiến sẽ có kích thước lớn hơn hẳn so với các tàu tên lửa Project 12418 lớp Monia mà nhà máy đóng tàu Basson đã tự đóng thành công 6 tàu theo chuyển giao kỹ thuật của Nga trước đó. Tuy nhiên, rất có thể lượng giãn nước của mẫu tàu nói trên lại nhỏ hơn các tàu hộ vệ tên lửa Project 1166.1 lớp Gepard 3.9. Dự kiến chiều dài của tàu vào khoảng 80-90m, tổng tải trọng có thể đạt khoảng 1.200-1.500 tấn, tùy vào cấu hình vũ khí triển khai trên tàu. Các bạn thân mến, thông qua hình dạng và thiết kế, giới quan sát và các chuyên gia quân sự cho biết chiến hạm tàng hình Việt Nam có thiết kế tương tự chiến hạm thế hệ mới của Nga. Cụ thể, chúng ta có thể thấy bóng dáng của tàu hộ vệ thuộc dự án Project 20385 lớp Kremlinsky của Hải quân Nga. Từ hình dạng cho đến thiết kế tổng quan, các ụ khối đều có những nét tương đồng với thiết kế này. Nếu các bạn chưa biết thì thiết kế Project 20385 lớp Kremlinsky của Nga hiện đang được coi là thiết kế cải tiến vượt trội. Nguyên mẫu của nó là tàu hộ vệ hạng nhẹ Project 20380 lớp Stoichkov. Hai mẫu chiến hạm này đều do nhà máy đóng tàu Severnaya Vrut chế tạo. Hiện nay, một chiến hạm thuộc dự án 20385
được bàn giao cho Hải quân Nga là chiếc Grimyachi, được hạ thủy vào tháng 6 năm 2017, biên chế cho hạm đội phương Bắc năm 2018. Còn chiếc thứ hai là Bromoya, được biên chế cho các hạm đội Biển Đen vào năm 2019. Chúng ta hãy xem qua chiến hạm của Nga để dễ dàng hình dung ra con tàu tương lai mà Việt Nam sẽ tự sản xuất ra hình dạng như thế nào nhé. Tàu lớp Dremeyachi của Nga được thiết kế có chiều dài 105m, chiều rộng 13m, mớ nước 7,95m, lượng dặn nước 2.200 tấn. Lớp tàu này được trang bị một bệ pháo 100mm A-190, hai bệ pháo 6 nòng 30mm AK-630M. Chưa hết, chúng còn mang được các trực thăng K-27PL. Ngoài ra, các tàu lớp Dremeyachi còn được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng UKSK, chứa tên lửa hành trình chống hạm B-800 Onis hoặc Kaplya-NK bố trí trước tháp điều khiển. Chưa hết, con tàu khủng này còn được trang bị hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới nhất là Dirut, có khả năng tiêu diệt các máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình. Khi cần thiết, hệ thống phòng không hạm đa năng Dirut còn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cơ động trên mặt nước. Các tên lửa Dirut được bố trí trong hai cụm 8 ống phóng thẳng đứng ở đuôi tàu. Trong mỗi ống phóng có thể bố trí một tên lửa tầm trung M-96E, có thể bắn xa từ 40 đến 50 km, hai tên lửa tầm xa 9M-96E2 tầm bắn có thể lên tới 120 đến 150 km. Thưa các bạn, với thiết kế bao gồm hệ thống vũ khí phòng không và chống hạm như vậy, thì các tàu hộ vệ thuộc dự án 20385 được coi là những tàu chiến mặt nước cỡ lớn trên 2.000 tấn, có hỏa lực toàn diện nhất thế giới, tương đương với các khu trục hạm của châu Âu, có lượng dặn nước gấp 4 lần. Theo tuyên bố của giới chức quốc phòng Nga, giá của một chiến hạm lớp Dremeyachi rơi vào khoảng 12,5 tỷ rúp. Thưa các bạn, thiết kế tàu hộ vệ tên lửa của Nga quá ưu việt, quá khủng nên nó cũng trở thành niềm mơ ước của nhiều quốc gia. Các cường quốc quân sự cũng ra sức thiết kế tàu tàng hình mang tên lửa. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng thành công. Ví dụ như Mỹ, sau nhiều năm đuổi theo Nga mới cho ra lò tàu lớp Columbia, hay Trung Quốc vào năm 2021 cũng mới công bố tàu tên lửa tàng hình tấn công nhanh 2022. Chính vì vậy, việc Việt Nam nghiên cứu và phát triển tàu chiến tàng hình là một tin khá sốc đối với giới quân sự thế giới. Tất nhiên, với trình độ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện nay, các chuyên gia quân sự cũng cho rằng khả năng tàu tàng hình của Việt Nam được trang bị hệ thống phòng không tầm xa Polymer Redoubt như của Nga là khó. Vì theo thiết kế được công bố, tàu Việt Nam chỉ có lượng dặn nước khoảng từ 1.200 đến 1.500 tấn. Với cấu hình này, các chuyên gia cho rằng chỉ phù hợp với hệ thống phòng không tầm trung đa kênh ST-1. Bởi lẽ, hệ thống phòng không tầm trung đa kênh ST-1 có kích thước nhỏ gọn hơn, bao gồm cụm ống phóng thẳng đứng VLS-3S-90E, sử dụng đạn tên lửa phòng không tầm trung có tầm phóng 50 km. Ngoài ra, tàu của Việt Nam có thể được trang bị hệ thống tên lửa đối hạm đối đất Kaplya nữa. Với hai hệ thống tên lửa đối hạm và phòng không nêu trên, tàu của Việt Nam sẽ đảm bảo được hỏa lực tương đương với lớp tàu hệ thống thế hệ mới Project 22160 của Nga. Lớp chiến hạm này có lượng dặn nước tùy chỉnh theo 3 loại là 1.300 tấn, 1.500 tấn, còn 1.900 tấn. Các bạn thân mến, mặc dù tàu chiến tàng hình mang tên lửa của Việt Nam mới chỉ dừng lại ở trên bản thiết kế và chưa xác định được hết những tham số kỹ thuật và tính năng, tuy nhiên các chuyên gia vẫn đánh giá rằng với thiết kế thủy động lực học hiện đại, tàu hộ vệ thế hệ mới là một bước tiến vượt bậc đối với ngành đóng tàu quân sự của Việt Nam, là bước đệm cần thiết cho việc đóng những con tàu có lượng dặn nước lớn hơn và có hệ thống vũ khí mạnh hơn, hiện đại hơn. Ngoài ra, với hệ thống vũ khí được dự đoán sẽ được lắp đặt như chúng ta nêu ở trên, chắc chắn con tàu này sẽ mạnh và toàn diện hơn các tàu hộ vệ lớp GPAT 3.9. Với chiến hạm này, trong tương lai, nếu như được sản xuất trong nước và được biên chế cho lực lượng Hải quân Việt Nam, chắc chắn nhiệm vụ bảo vệ và tuần tra vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông của chúng ta sẽ không còn gặp nhiều khó khăn trắc trở nữa. Nó cũng góp phần rất lớn vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa các bạn, để có được thiết kế sống động với con tàu tương lai này, phải kể đến năng lực tuyệt vời của Viện Thiết kế Tàu Quân sự Việt Nam, cha đẻ của những con tàu Made in Việt Nam. Hiện nay, Viện đang đảm nhận chức năng là cơ sở nghiên cứu thiết kế đầu ngành trong lĩnh vực đóng tàu quân sự của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, Viện còn là nơi tư vấn cho Bộ Quốc phòng về định hướng quy hoạch phát triển đón tàu quân sự. Trong tương lai không xa, Viện Thiết kế Tàu Quân sự sẽ làm chủ thiết kế các tàu quân sự như tàu tuần tra cao tốc, tàu bổ trợ hiện đại, tiến tới phối hợp triển khai thiết kế, tích hợp vũ khí, khí tài cho các tàu chiến đấu, phù hợp với nhu cầu trang bị của các lực lượng trong quân đội. Khi có thiết kế rồi thì việc hiện thực hóa những bản vẽ đó chỉ là sớm muộn mà thôi.
Vì trên thực tế hiện nay chúng ta đã có một lực lượng hùng hậu các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cụ thể là khối các nhà máy đóng tàu quân sự thuộc Tổng cục, gồm Tổng công ty Ba Son, Tổng công ty Sông Thu, nhà máy Z-173, nhà máy Z-189. Đây là những nơi đã cho ra đời những con tàu mạnh nhất trong biên chế quân đội Việt Nam. Và tới đây, chiến hạm tàng hình mang tên lửa cũng sẽ sớm ra lò từ những đơn vị này. Còn các bạn có ngóng ngày đó không ạ? Hãy cho tin mới biết phía dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.